Đại sư Nghĩa Tịch nói gọi là hội trạch. Ở đây là quán sát tâm, vậy là hối vậy. Trách, trách cứ tâm mê của mình. Việc này trong sinh hoạt hàng ngày, khi khởi tâm động niệm, phải luôn luôn nhắc nhở mình. Tôi đã sai nhất niệm, tại sao lại nghĩ đến những việc đó? Ý niệm đó vừa khởi lên liền chuyển thành A-di-đà Phật. Phật hiệu liên tục, như thế mới đúng. Bởi thì đây là phương pháp tối ưu để kiểm điểm tâm tánh, sám trừ nghiệp chướng. Thông thường chúng ta đặt nó vào khóa lễ buổi chiều. Tại sao khóa lễ buổi chiều chúng ta chọn phẩm 32 đến 37 trong kinh này? 6 phẩm kinh văn này đều nói ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu. Nghĩa là nói rõ gì? Quả báo ngũ giới thập thiện. Giúp chúng ta phản tỉnh, giúp chúng ta sám hối, giúp chúng ta thay đổi. Dụng ý ở chỗ đó. Khóa lễ sáng chúng ta chọn phẩm thứ 6, 48 nguyện. Mỗi niệm chúng ta ngưỡng mộ Phật A-di-đà. Mỗi niệm đều muốn thân cận Phật A-di-đà. Tâm nguyện Phật A-di-đà ngay trong phẩm kinh đó. Mong muốn chúng ta cùng tâm, cùng nguyện, cùng đức, cùng hạnh với Phật A-di-đà. Thì mới là thật sự biến Phật A-di-đà thành bản thân mình. Tâm ta là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà chính là tâm ta. Dùng 48 nguyện chuyển biến khởi tâm động niệm của ta. Khởi tâm động niệm đều rơi vào 48 nguyện. Có Phật hiệu này mới được nhiều ít lần. Có Phật hiệu đó đầy đủ 48 nguyện. Trong câu Phật hiệu đó đầy đủ phẩm 32 đến phẩm 37, sám hối trong phẩm thứ 6. Làm như thế thì khóa lệ sớm chiều mới không bỏ công.